Chào Vâng, chào các chú ạ. Vâng, cháu. cháu thấy hôm nay chú gọi cuộc gọi nhớ. Chú đồ này chú đang theo dõi cái chương trình của cháu, chú thấy nghe mê tín. Dạ vâng, cháu nghe đây chú. Tức là thế này, chú rất thích cái mô hình của chú cháu ấy, là Dạ. chú đang rất quan tâm, nhưng có mỗi cái đang lo này. Một là những điều kiện, những tuổi cao như chú mà góc độ quản lý nó không quản lý được thì chú xem cái trường hợp chú Yên Xá, thấy chú cháu nói là một cái doanh nghiệp mà nó kiểu nó chuyên nghiệp ấy, nó quản lý thì mình thuê cho nó thuê lại hay thế nào? Thì bây giờ nó có nhiều hình thức cơ chú ạ, còn cái việc đấy thì nó đơn giản đấy chú ạ, yên tâm không không có cái gì là khó cả. Ví dụ như chú, thực ra thì nhà chú không ở Hà Đông, nhưng bây giờ Dạ chú lại về trong Trúc Sơn chú ở rồi. dạ vâng Chú về hưu rồi, chú dạ trước làm ở chú công an mà. dạ vâng ạ. Thế thì bây giờ thằng thứ hai nhà chú thì chúng nó cũng bận, nhà đang ở chú Hà Trì đấy. Vâng Thế thì chú muốn là cũng có một cái dòng như thế, ví dụ dạ để cho các cái con nhà chú nó phát triển theo cái ngành thì chú thấy rất hay. Nhưng vâng mà khi đọc những cái thông tin thì gần đây chú mới tìm được cái thông tin về bên cái lĩnh vực mà cháu đang đang theo dõi mà đang đang chuyên sâu đây này. dạ vâng ạ. Đấy, từ cái khảo sát thì chọn thị trường rồi tiếp thị xây dựng kiến trúc rồi phòng cháy tất cả một loạt thì toàn những vấn đề mà trước đây chú nghĩ cái dòng này thì nó tốt nhưng mà lại không yên tâm được những cái rủi ro đấy. Thì Vâng. khi mà đọc những cái tài liệu của bên cháu thì chú thấy là những cái rủi ro thì cũng có thể để là hạn chế được và Vâng có ạ. thể là được, nhưng mà chú lại nghĩ một cái này, ví dụ như điều kiện của chú mà tuổi cao này Vâng. thì con cái không có điều kiện về quản lý này đấy, thì hình thức này làm sao để quản lý được cái này đấy mà an toàn về đấy Cái đấy thì dễ ạ, tức là ngoài cái đấy thì cô chú còn câu hỏi gì nữa không ạ? còn cái nữa, tức là hiện nay chú không mảnh đất là 2.000, hơn 2.500 m², nhưng mà chú chuyển tất thành đất ở rồi Vâng. đấy đấy. Thế nhưng cái đất của chú là trong Chương Mỹ, thế nhưng mà hôm sốt vừa rồi thì nó phải được gần 20 đấy. Vâng ạ. Thế nhưng mà bây giờ thì chú là nếu để thì cũng vẫn tốt, thế không sao cả, nhưng mà tự nhiên chú gần đây chú mới tìm thấy cái tài liệu của cháu thì chú lại thấy là xem có cách nào mà việc mà có cái đối tác nào mà chuyển cho chú cái số đấy ra ngoài chỗ cái vùng của cháu được thì tốt nhé. Nó chuyển là ý nghĩa chuyển như thế nào, tức là bán đi hay là như thế nào? Rồi, chú Việt có khách chẳng hạn thì Việt bán cho chú xong ra ngoài này chú mua cái dòng dòng như thế. À được, cháu hiểu rồi, ok chú ạ. Vâng, mua Đấy, bán vâng. đấy. Thế nếu thích thì Việt có thể hôm nào rảnh qua đây chú đưa vào cái chỗ mảnh đất của chú. Vâng. Của chú là hơn 2.500, chú chuyển thành đất ở hết rồi. Đấy. 2.500 rồi, cháu hiểu. Đấy, khổ đất đấy là rộng. Trước đây chú mua là định cho một ông bạn, ông ấy làm cái nhà dưỡng lão cho. Dạ Đấy. vâng. Xung quanh thì dân cư đã ở hết rồi, bên ngoài sân bay Miếu Môn đây này. Vâng. Gần đường Hồ Chí Minh. Vâng, Thế hiểu. nhưng mà bây giờ ông bạn ông lại đầu tư ở trong miền Nam nhiều rồi thì chú bảo thôi. Nhưng mà cũng tiếc cái công là chuyển thành 2.500 m² đất ở đấy thì nó cũng tiếc là chua đấy là tất đất ở. Đấy. Cái Giờ đất cũng của được chú đấy là nó được. có view hồ, view sông, view view núi thì không, thung lũng gì không? Nó bên cạnh xung quanh toàn dân cư ở ngoài khu ngoài Hà Nội, nó vào nó xây biệt thự xung quanh hết mà không có sông có núi, nhưng ngày xưa là nguyên một cái hồ cho ạ. Dạ vâng. Ngày xưa cái hồ nhưng chú lấp được gần nửa rồi, à được Vâng. quá nửa rồi, 2.500 cho hình dung là lấp được khoảng gần 2.000 rồi. Vâng. Đấy. Vẫn còn một cái hồ, vẫn còn một phần bớt lại làm hồ được. Tôi hiểu. Nhưng tất cả thì chuyển thành đất ở rồi đấy, Tôi chứ không có hiểu. đất vườn. Thế thì quả 1.500 m², thế thì cũng cũng lớn Đấy. đấy. Thì cái Đấy, này thì thì chú muốn và là ngoài câu hỏi đấy chú còn hỏi câu hỏi gì nữa không ạ? đấy, thế nếu mà kết nối được cái này thì mà nó giải phóng được nhiều việc, chú thích như Vâng. thế. Tức là chú yêu, tức là như vậy chú mong muốn là chú muốn để là bán cái bất động sản này để có một cái dòng tiền, để Đúng rồi, có chính số xác, tiền để chú chuyển sang bất động sản dòng tiền, để nó có dòng tiền đúng nó rồi, sẽ là tốt hơn, phải không? Ý của chú như thế phải không ạ? đúng rồi, nó Vâng. thu đều hơn, nó không phải nằm câu dầm. Nằm câu dầm thì nó vẫn lên, chú nghĩ là nó vẫn lên, thế nhưng mà Cháu hiểu. chú thích một cái dòng tiền ra hàng đều đều này để phục vụ cho các cháu nhà chú nó học hành, ví dụ như thế. Đúng rồi, cháu hiểu. Thì cháu sẽ trả lời chú hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái vấn đề là ví dụ chú có cái bất động sản dòng tiền có dễ quản lý không? Thì cái đấy nó dễ. Một là ví dụ chú có thời gian ấy thì chú quản lý nó từ xa đều được hết.
Cái đấy nữa vì cháu đã làm rất nhiều rồi, cháu có cái quy trình các thứ rồi. Một là chú làm, cháu hướng dẫn cho chú. Ví dụ bản thân cháu quản lý hơn 10 tòa, cháu có phải là lúc nào cháu ở đấy đâu. Các Đấy, thế thứ bây nó giờ đều có thế chú bảo là cách. nếu mà được như thế thì chú kiểu gì chú cũng nhờ cháu là một là cố Vâng. vấn hoặc tham mưu Vâng. hoặc ví dụ là cùng chú cháu mình cùng chung cái quản lý ví dụ như thế Vâng. Vâng đấy, ngoài đó. ra ví dụ là bên cháu có cái quản dịch vụ quản lý cho chú. Đấy. Không có vấn đề gì đấy. Vâng, đấy coi như là cái câu hỏi đấy là xong chú nhá. Vâng. Còn tiếp đó là cái vấn đề là chú muốn bán cái bất động sản đấy phải không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thì bên cháu cũng có cái dịch vụ bán cho chú, nhưng với cái thời điểm này cháu cũng chia sẻ với chú một chút về cái thị trường. Nếu mà thời gian trước thì chú có bán thì nó dễ dàng hơn. Với cái thời gian này nếu bán thì giá nó sẽ không được tốt. Vì hiện tại là bây giờ đang một số những gọi là vùng ven ấy chú ạ, là bây giờ nó đang bị trứng và nó xuống sâu. Vì trước là đa số là chú để ý là nó sóng sánh rồi các thứ, nó thổi giá các thứ rất nhiều. Nên mà với hai những con cá mập bây giờ là nó không còn tiền nữa, bị mấy cái dự án nó hút rồi. Một là cái đợt trước là sóng ven đô này, chú gọi là đấy là bất động sản ven đô. Thứ hai một số dự án là nó bây giờ nó bị hút, đang bị giữ tiền rồi. Nên mà cái tức là tầm 10 tỷ đến 20 tỷ ấy, thì bây giờ là cái dòng tiền ở thực tế bây giờ là người nào có, nhưng có thằng nó có hơn, nhưng nó chủ yếu là nó sẽ thiên về nội thành thôi chú ạ. Bây giờ nó kiểu thứ nhất là lạm phát này các thứ, là biến động về kinh tế rất lớn, về cả về về chính trị nữa, nên bây giờ người ta thiên về cái đồ an toàn đấy. Đấy nên là cái việc vấn đề nếu bán cũng được, nhưng là vấn đề theo cháu nghĩ là nếu mà chú muốn bán thời gian này thì nó sẽ giá nó không được tốt. Còn nếu mà chú bán thì cháu sẽ có người đội ngũ của cháu sẽ đến gặp chú để xử lý cho chú thôi. Vì là thế này, chú nói thật đấy. Vâng. Lúc mà xô sát ấy, thì nó bán khoảng 8 triệu một mét cho ạ. Vâng, chú hiểu. Đấy, tức là nó đến như là họp chợ đông, vì của chú là có mỗi một trò của chú là nó diện tích nó lớn mà lại toàn đất Cháu hiểu. Thế xong thì xong lúc đấy thì chú lại chưa có nhu cầu. Thế nhưng mà sau gần đây thì chú lại thấy nó nghe nó chứng chứng. Thì vừa rồi gần nhất ngay bên cạnh nhà chú nó bán là xuống nhiều nữa, còn có 5 triệu rưỡi thôi. Chú hiểu. Nó vừa mới bán xong, có 5 triệu rưỡi một mét Vâng. thôi. Kể cũng cũng tiếc mất mấy triệu bán cũng xuống mất nhiều tiền, hơn 2.000 mét như thế là cũng xuống mất nhiều tiền. Nhưng thằng thằng kia nó bán là của nó là có cả đất vườn, có một phần đất Cháu ở còn hiểu. lại đất vườn đó. Thế cháu hỏi một chút Đấy, là chú ngoài cái đầu tư thổ cư này chú còn đầu tư nhiều không? Đầu tư các bất động sản khác nhiều không? bất động sản khác thì không, ngày xưa chú mua cái hồ từ lâu mà Vâng. lâu thế. Thế thì chú này là thương binh, ngày xưa chú ở trong số 6 Quang Trung ấy. Vâng, cháu biết rồi. Đấy, thế thì gần bưu điện đấy, thế thì lúc sáp nhập thì chú lại ra Hà Nội. Thế xong thì bị thương thì là bây giờ chú về hưu rồi. Vâng. Thế thì ngày xưa chú mua cái hồ này nó lâu, từ mấy Cháu chục hiểu. năm nay, xong cứ để xong thì đến lúc chú nghỉ hưu thì bắt đầu mới làm bìa. Làm bìa xong bắt đầu thì nó tách thành hai hai sổ. Chú tách làm một cái thửa này tách làm hai sổ. Thế một sổ mang tên chú, một sổ của ông bố chú. Thì vẫn là một thửa thôi, thế nhưng mà sau này tôi nghĩ là có một cái cơ chế là cho chuyển tất thành tất ở đấy, nợ Vâng. nợ nợ tiền sử dụng đất đấy, thì Vâng. chú này nằm trong cái trường hợp là chú à nhờ anh em ở trong trong huyện là nó làm tất cho chuyển tất thành đất ở đấy, thế là 2.500 hơn đấy là tất thành đất ở. Cái mặt tiền của chú là nó là bao nhiêu mét chú? Mặt tiền của chú nó chỉ được hơn 20 mét thôi, nhưng cái đường trước mặt thì nó cũng to, đường to đi ô tô bình thường, ô tô tải chạy suốt ngày mà. 2.000 mét thì nó tức là nếu mà trong cái tức là thông thường ấy, nó sẽ có hai cái bài toán. Một là chú thanh khoản đi để chú chuyển vào nội đô thì đấy thì nó sẽ có dòng tiền đều hơn, mục thì đích mục đích của chú này mục đích của chú là mục đích của chú là như thế vâng, vì liên quan là ví dụ nếu mà vẫn bất động sản ấy, nếu mà chú lại muốn gia tăng và khai thác thêm, tức là trên giá trị bất động sản đấy là phải đầu tư tiền thêm. Mà cái bài toán bây giờ nếu mà đầu tư tiền thì lại vấn đề là cái vốn của chú hiện tại phải có. Đấy, nên cái vấn đề cháu nghĩ là cái phương án mà để cái bất động sản đấy, một là khai thác thêm, một ví dụ là cháu không biết là cái vị trí đấy nó có thể kho bãi gì được không, hoặc bị nhà cho thuê không, mà nếu không được thì lại chỉ có cách phân lô bán nền, hoặc ví dụ như là không kho bán kho bãi thì ngon, kho bãi đấy khoảng mấy nghìn mét cho bờ mình lấp đất đấy thì kho bãi thì tốt quá nhưng ở đấy ý cho nói là cái ví dụ ở đấy nó phù hợp với cả kho bãi không ấy, vì Trúc Sơn là ví dụ cái giao rồi
Ví dụ như là cái việc vấn đề nữa là cái giao thông nữa đấy, nó là quan trọng. Ví dụ Trúc Sơn, nhưng ở chỗ nào Trúc Sơn, ví dụ thị trấn Trúc Sơn rồi cái thứ thì nó lại là khác. Đúng rồi, như Còn chú ven cách thị trấn nó gần chục cây, nó đi được gần đường, chú biết, cho biết đường đường Hồ Chí Minh không? vâng, cháu biết. Đấy, đường đi miếu môn ấy, trên đường từ Trúc Sơn đi đi đường đấy thì ra nó khoảng chục cây, thì là rẽ vào của chú mấy trăm mét thôi là ra đường Hồ Chí Minh. Khu khu đấy là nó về dân cư có đông không, và nó có ví dụ là nó có nữa về cái ở đấy, thì cháu thấy chú nói là về nhiều biệt thự ở đấy à, xây ở nhiều biệt thự đấy à. Ừ, dân ở Hà Nội về nó mua xây biệt thự xung quanh đấy đầy mà, dân ở kín hết mà. Thế thì cháu nghĩ nếu Ừ. mà cái đấy thì thiên thì chú sẽ bán cho những người là ví dụ là người ta về đấy người ở thiên kiểu hơi một chút nghỉ dưỡng thì Ngày xưa là chú xây để cho cái nghỉ dưỡng cho cái gì nhỉ, cho người cao tuổi, cái kiểu kiểu đấy, chăm sóc của cái người như thế đấy, làm chú mới chuyển tất thành mục đích như thế, anh em bàn nhau làm thế. Thế nhưng rồi chú nghỉ là công việc nó chưa thực hiện được. nghỉ dưỡng là cháu hiểu cái mô hình đấy, cái đấy là nó cũng nhiều vấn đề pháp lý với cả liên lưng lằng nhằng lắm, có nhiều cái À, cũng không ừ, phải tức là là đơn chú giản. chỉ chuẩn bị về mặt mặt bằng thôi, chứ còn anh em nó làm thì mà thực ra thì chú không thạo về kinh doanh, nhưng tuy nhiên chú nghiên cứu về cái mô hình của cháu gần đây thì Vâng, chú thấy này, em thấy thích, nghe chưa? nó cái mô hình đấy nó đơn giản chú ạ, tức là Ừ. ví dụ trong cũng mô hình nhá, ví dụ nó bất động sản dòng tiền, chủ nhà cho thuê nó cái loại đơn giản nhất, xong đến ví dụ nhà nghỉ khách sạn thì nó phức tạp hơn Không, cái đấy làm nhằng không thích, đấy, thì vũ trước đấy vũ trước làm nhằng không dính, ý. chỉ cho thuê những người lao động vào phòng sinh, nhưng mà lại Vâng. kiêng sợ các ông nghiện hút rồi các thứ vào đấy, ông rượu chè ông băm nhau rồi mẹ đấy, lại kinh làm nhằng Cái đấy thì đơn giản một chút, cái đấy nó không đấy. không vấn đề Lại gì cả. còn cái phòng cháy nữa đấy, là Vâng. cái đấy là phần đấy là thủ tục nó nhiều Vâng. khê phết đấy. Vâng. Ở thì thế này cháu hiểu cái nhu cầu của chú rồi, thì bây giờ là nếu mà như vậy là chú hướng là nếu mà có muốn bán thì cháu sẽ cho đội ngũ cháu xuống sẽ xử lý cho chú để xem ấy, thì sẽ để bán tư vấn cho chú bán. Còn nếu mà chú không bán thì cháu chú thì cái đấy thì phải ví dụ có những khách hứa là khi nào mà chú bán được thì chúng cháu mình lại trao đổi sâu hơn về cái vấn đề này. Chú thích cái vừa rồi chú cứ xem đi xem lại cái chỗ Yên Xá của cháu có 65 m² nghe chưa? Vâng. À, đấy, mặt tiền nó rộng, thế nhưng mà chú muốn rộng hơn một chút. Thứ hai nữa Vâng. là mình mà quản lý đường ra đường vào cái ngõ đấy nó rộng, đường nó rộng mà. Vâng. Đấy, ví dụ như chỗ Yên Xá mà cháu ở chỗ đấy nó có 65 m, ví dụ thế nghe chưa? Vâng. Vâng. Đấy, những cái chỗ như thế, hoặc là cái chỗ mà cháu nói với chú là chỗ Trần Phú Hà Đông mà nó 70 mấy m này, 78 m à, hay 79 m gì đấy. À, và 79 m đúng rồi, chỗ Trần Phú đúng rồi, chỗ đấy cũng đẹp. À, ba mặt tiền cái bãi đất mà nó đổ Rồi dọn sạch rồi, sẽ đấy, cháu hiểu. đấy chỗ Vâng. đấy là bao nhiêu nhỉ? Cháu nhớ là để cháu xem lại, quên được nhiều Ừ, quá. đấy không, đại khái thì chú nhìn Vâng. những cái chỗ đấy, được là độ thoáng này, hai là mặt tiền rộng này, Vâng. ngõ rộng này, không Vâng. cần phải đấy, nhưng mà cứ tiện đường mà ngõ rộng là được. Chỗ đấy thì nó gần Trần Phú thì chú Hà Đông thì chú lại gì đâu, chỗ đấy là quá đắc địa rồi. Mà giá tôi Đấy nhớ là cái mảnh đấy cũng không nhiều tiền đâu mà đúng vừa tiền. Mà cái đấy đấy nó xây lên ví dụ là mỗi sàn chú xây khoảng 3 đến 4 phòng, khoảng 3 phòng là được. Thì nó đấy bảo đấy nó lại bây giờ khu đấy khoảng 6 7 tầng thì nó ừ, cũng tươm đấy chú ạ. bảy tầng. Ờ, ví dụ như thế thì ý chú muốn những cái chỗ cái thửa như ở Yên Xá này, chỗ Trần Phú Hà Đông mà ông vừa rồi cháu chỉ đấy này, Vâng. hoặc những chỗ ví dụ mặt tiền nó rộng, mặt tiền nó rộng, diện tích nó vừa phải hợp Vâng. lý, nghe chưa? Vâng. Hoặc những chỗ nó xây cẩn thận rồi, nhưng nó xây phải cẩn thận chứ xây tạm bợ mà nó trông nó bệ rạc, nó không 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 hấp dẫn thì cũng không thích đó. Vâng. Ờ, ví dụ mua nhưng cũng phải xem là tại sao người ta lại bán, ví dụ như thế. Vâng. Ờ, thì ví dụ như thế, hoặc là ở cái đấy nó có tiện trung tâm, hoặc là có thể nó phát triển được hay không, nếu mình Vâng. mua xong lại đắp chiếu lại chết thì cũng không được. Vâng, ok chú ạ. Ừ, đấy, thế còn trước mắt thì chú nhờ Việt này nhá, Dạ. nghiên cứu hoặc qua quan hệ xong bạn bè anh em xong, nếu có khách có nhu cầu thì chú giải quyết cho chú sẽ chuyển cho cháu cái bìa của chú Dạ và chú chuyển cho cháu cái thông nhá. tin để cháu sẽ Ừ. nghiên cứu rồi có gì cháu sẽ tư vấn cho chú Ok, nhé. nhá. Và chú nhé. Rồi rồi, Chào cháu chú ạ. Dịch vụ game đi lên. Tư vấn đầu tư phát triển bất động sản cho thuê. Thiết kế bất động sản cho thuê. Thi công bất động sản cho thuê.
quản lý bất động sản cho thuê. Môi giới mua bán cho thuê bất động sản. Hotline 0945568366 hoặc 0354641925 hoặc đăng ký thông tin của bạn theo đường link ở phần mô tả video này để được tư vấn sâu hơn.